Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 11 tháng 1 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Dự báo về những thay đổi trong tuần giúp cho các bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu, bạn có được nhiều niềm vui, chỉ có một chút nhô nhõ khiến cho bạn tuổi Tý phải phiền lòng, nhưng không cần phải đáng để quan tâm. Thời điểm cuối tuần với bà tuổi Tý đang có được thực thần ghé thăm, hứa hẹn cho bạn có được cơ hội ăn uống, gặp gỡ bạn bè, người thân để giải tỏa những căng thẳng với mình. Và tuần mới này đối với bà tuổi Tý, bạn cũng đang có một số vấn đề xảy ra trong gia đình khiến cho bạn tuổi Tý phải đối mặt với nhiều cơn sóng gió về cảm xúc thất thường. Đã đến lúc bạn mệnh tuổi Tý nên tìm cách giải tỏa chúng thay vì cứ cố gắng chịu đựng hoặc là dồn ép như bây giờ. Vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, các cặp đôi cũng có lúc nảy sinh trục trặc không được như ý muốn, cả hai cần phải kiên nhẫn hơn với nhau. Cuộc sống luôn đặt ra nhiều khó khăn, thử thách phức tạp chỉ để thử sức cho bạn tuổi Tý. Vì thế, trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa thì bạn cũng chớ có nản lòng, hãy thể hiện sự chủ động, gan dạ, dũng cảm và cho phép bản thân bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Sau giông bão, đại dương lại trở về trạng thái yên bình. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được dịch mã chiếu mệnh, chủ về sự dịch chuyển, đi lại, dự báo cho bạn tuổi Tý khá chi là bận rộn với lịch trình đi lại nhiều nơi. Có thể vì lý do công việc mà chúng khiến cho bạn tuổi Tý thường xuyên phải trải qua cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Chính vì thế mà bạn mệnh tuổi Tý cần phải chú ý quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là từ những ngày đầu tuần tới suốt tuần với bạn tuổi Sửu đang chịu ảnh hưởng khá nhiều từ vấn đề tiêu cực ở bên ngoài, nhất là khi bạn đang gặp thương quan gây ra những tổn thương khiến cho bạn tuổi Sửu liên tục thất vọng về bản thân mình hoặc là thất vọng về ai đó. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào tương lai, những khó khăn rồi sẽ sớm qua đi. Trong tuần mới này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thất thường, cũng như là nhiều mối trăn trở khác nhau. Có thể với bạn tuổi Sửu đã cảm thấy sự hiện diện của chúng được một thời gian nhưng chưa thực sự để ý tới và chúng đang ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là về phương diện công việc của bạn. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy dành thời gian ở một mình nhiều hết sức có thể, điều đó sẽ giúp cho bạn bình tâm để lắng nghe chính bản thân mình. Bản mệnh cũng sẽ nhận ra một số phương diện của đời sống hiện tại đang hoạt động không hiệu quả. Và bạn hãy dành thời gian để xem xét lại toàn bộ và lên kế hoạch để cải thiện chúng. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, con đường tình duyên của bạn khá chi là thuận lợi. Đây là thời gian phù hợp để cho bạn tìm kiếm những mảnh ghép với mình. Ngoài ra, một mối quan hệ hợp tác nào đó cũng có thể sẽ gặt hái được thành công nhất định với bạn. Vì vậy với bạn tuổi Sửu nên mở rộng tầm nhìn của mình và bản mệnh sẽ thu hút được nhiều cộng sự ưng ý với mình nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần không cần phải lo nghĩ quá, niềm vui về tiền bạc sẽ ghé thăm bạn vào thời điểm cuối tuần nên có thể chi tiêu một cách thoải mái. Nhờ thế mà bạn mệnh tuổi Dần giải tỏa được khá nhiều căng thẳng và phiền muộn ở trong lòng mình bấy lâu nay. Và tuần mới này đối với bạn tuổi Dần cũng đang có nhiều điều xảy ra không được như ý muốn, cho dù với bạn luôn thể hiện thái độ cởi mở, luôn hòa đồng với mọi người. Bạn tuổi Dần, bạn mệnh sống vì bạn bè và gia đình của mình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho họ bất cứ khi nào có thể, nhưng đôi khi họ lại làm cho bạn cảm thấy thất vọng. Và bạn hãy cho đi bằng tâm thế vô tư, không trông đợi quá nhiều thì sẽ bớt nỗi buồn hơn. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, cái mối quan hệ của bạn với nửa kia dần trở nên căng thẳng khi với bạn nhận ra giữa hai người đang có những khác biệt với nhau. Với những việc hợp tác, hãy hết sức cẩn trọng trong tuần này với bạn tuổi Dần. Nếu làm công việc gì thiếu cảm tính thì cũng có thể khiến cho bạn mệnh vô cùng ân hận về sau này. Vận trình trong tuần này đối với bạn tuổi Dần cũng đang gặp Thái Tuế là hung tinh, điểm báo tai nạn bất ngờ. Điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Dần nên cẩn thận trong công việc và khi xuất hành đi xa, đi lại trên đường. Nếu không cẩn thận, dễ bị tai nạn hoặc là nhận án phạt khi tham gia giao thông, nhất là trong dịp có nhiều tiệc tùng, không nên uống rượu bia và không nên điều khiển phương tiện giao thông một cách nhanh, ẩu. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình đầu tuần bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão đang cảm thấy căng thẳng một chút, nhưng sau đó đã được điều chỉnh và cân bằng được tâm lý. Nhờ đó mà cuộc sống với bạn được an ổn hơn ít nhiều. Điều quan trọng là bạn mệnh tuổi Mão nên biết buông bỏ những thứ không thực sự cần thiết để tập trung vào những thứ thiết yếu với mình. Có những trở ngại xuất hiện trên con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong tuần mới này. Những thử thách, khó khăn sẽ đem đến cho bạn sự thay đổi lớn bên trong, thúc đẩy bạn mệnh bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình. Vì vậy, nếu như bạn tuổi Mão đang chần chừ trước bất kỳ quyết định nào thì hãy sớm tiến hành nó đi. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có được dấu hiệu khả quan. Và với bạn tuổi Mão, những bạn đang còn độc thân sẽ muốn chấm dứt tình trạng hiện tại và muốn mở lòng mình ra. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang yêu sẽ có được những bước tiến nghiêm túc và lớn hơn. Đặc biệt là trong tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được sao Bách Việt chủ về đào hoa, mang tới tin vui cho một số người đã mất niềm tin trong chuyện tình cảm. Đây là cơ hội tốt để cho bạn hàn gắn những vết thương trong lòng, không chỉ đối với những bạn đang còn độc thân mà còn cả cho đôi lứa đã có những rạn nứt về hôn nhân trước đây. Nhìn chung, trong tuần mới này đối với bạn mệnh tuổi Mão có thể đón nhận nhiều tin vui đến với mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được Thực Thần ghé thăm đầu tuần, mang lại cho bạn tuổi Thìn có được sự hứng khởi, nhưng có thể vì thế mà bạn tuổi Thìn lại không cẩn thận và chú ý tới những chi tiết nhỏ dễ dẫn đến tới sai sót ngay sau đó. Bạn mệnh tuổi Thìn sẽ phải mất từ 1 tới 2 ngày cho việc sửa sai và khắc phục những rắc rối phiền phức với mình. Trong tuần mới này với bạn tuổi Thìn cũng đang có được báo hiệu sẽ tràn ngập năng lượng sáng tạo. Điều này tạo cho bạn khá nhiều cảm hứng để vượt qua ngoài giới hạn vốn có của bản thân mình. Và biết đâu bạn mệnh có thể khám phá một khả năng thiên tài của mình thì sao. Và từ đó vận trình công danh sự nghiệp của bạn tiến lên vô cùng là suôn sẻ và thuận lợi. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này, cái mối quan hệ hiện tại của bạn với mọi người xung quanh sẽ có nhiều thay đổi. Trong công việc, mối quan hệ hợp tác với đối tác cũng chứng kiến những chuyển biến quan trọng. Riêng về chuyện tình cảm của bạn Tử Thìn trong tuần mới này, nếu giữa bản mệnh và người ấy đang tồn tại nhiều bất đồng quan điểm thì bạn hãy hiểu kỹ căn nguyên sự việc trước khi đưa ra quyết định gì đó. Và tuần mới này đối với bạn Tử Thìn cũng đang gặp thiên cẩu là hung tinh gây hại cho sức khỏe của bạn, khiến cho bạn Tử Thìn thường xuyên trong tình trạng chịu áp lực, cho nên bạn cảm thấy khó ngủ, ăn uống không ngon miệng, bị giảm cân nhanh chóng. Và bản mệnh tuổi Thìn nên nhớ rằng không nên cố gắng dùng thuốc ngủ, chúng chỉ càng khiến cho thân thể của bạn trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn mà thôi. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tỵ đầu tuần đang phải đối mặt với nhiều rắc rối, khiến cho bạn bị đau đầu và muộn phiền. Kiếp tài chiếu mệnh mang đến cho bạn tuổi Tỵ sự căng thẳng, có những lúc chẳng dám đương đầu với bất kỳ điều gì cả. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, chỉ bằng sự tin tưởng thôi, bản mệnh cũng đã đủ sức mạnh để vượt qua được tất cả và cuộc sống lại tươi đẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp được sao Thiên Đức chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn, đang có được cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, vận trình cực kỳ là hanh thông, tươi sáng. Có thể là khi vượt qua trở ngại này, với bạn tuổi Tỵ thể hiện được bản thân, năng lực và tầm vị trí, sức ảnh hưởng của mình, có được công danh rạng rỡ. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này, đang có những hiểu lầm có thể xuất hiện giữa bạn với nửa kia. Hơn nữa, vào lúc cao trào, bản mệnh tuổi Tỵ có thể nói những điều không thể cứu vãn được. Nếu xảy ra mâu thuẫn thì tốt nhất là với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy hoãn binh, dành thời gian để ngẫm nghĩ thay vì nhất định phải giải quyết vấn đề tức thì. Khi bình tĩnh lại, đôi bên sẽ hợp lý hơn nhiều trong lời ăn tiếng nói. Và tuần này với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ được truyền cảm hứng để mở rộng những giới hạn của bản thân mình. Đừng có chờ đợi mà hãy chủ động thực hiện những bước đi tiếp theo cho những dự án của bản thân. Trong công việc, bản mệnh tuổi Tỵ hiện tại cũng có được nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức và dẫn thân vào nhiều trải nghiệm khác nhau để có thêm kinh nghiệm nhiều hơn với mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong tuần này không có thay đổi gì quá lớn và bạn cũng đừng có buồn. Bạn tuổi Ngọ có thể sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, giới hạn lại những công việc quá sức với mình. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn vốn là người không muốn làm mất lòng bạn bè hay là người khác. Điều đó đôi lúc đòi hỏi bạn phải tham gia mọi cuộc gặp gỡ và vô tình khiến cho bạn mệnh thêm phần căng thẳng. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn hãy sắp xếp lại các ưu tiên và cân bằng lại lịch trình của mình. Càng về cuối tuần, công việc của bạn tuổi Ngọ càng được hanh thông. Vì thế, dù đầu tuần đang có dấu hiệu xấu gì thì bạn đừng có vội buông bỏ, chỉ cần bản mệnh tập trung và vận dụng hết khả năng sáng tạo của mình thì sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi mà thôi. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này, nếu như bạn muốn chuyện tình cảm của mình được yên ổn thì bạn nên nhớ rằng khi có bất đồng ý kiến, kể cả nếu như bạn cảm thấy mình có lý, nhường nhịn vẫn là tốt hơn. Bản mệnh tuổi Ngọ sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều nếu như biết cách nhường nhịn hoặc ít nhất là thỏa hiệp. Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp bạch hổ là hung tinh xuất hiện, không tốt cho những việc bạn làm quá vội vã như là quyết định việc gì hoặc là khi đi lại. Nếu không cẩn trọng thì bạn tuổi Ngọ rất dễ bị tai họa, họa huyết quang, ma chay. Do đó, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, chớ nên hấp tấp mà ảnh hưởng tới sự an toàn của bản thân mình. tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang có điểm báo, có khá nhiều phiền nhiễu xuất hiện trong đầu tuần. Nhưng với bạn tuổi Mùi, chẳng vì thế mà lo lắng. Bạn tập trung vào sự sáng tạo và tạo nên những thành quả khiến cho nhiều người bất ngờ. Có thể chúng mới lạ, cho nên bạn mệnh tuổi Mùi có thể bị chỉ trích, chống đối cũng là điều dễ hiểu. Và tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn hãy tập trung vào hình ảnh cá nhân. Bạn tuổi Mùi thể hiện trước mọi người vì có thể nó sẽ thu hút sự chú ý của một ai đó muốn đầu tư vào các dự án của bạn. Các mối quan hệ của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này xây dựng gần đây cũng sẽ đem lại một số tin tức tốt lành cho con đường công danh, sự nghiệp trước mắt. Vận trình tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này rất đáng mong đợi. Vẻ ngoài bí ẩn của bạn cũng sẽ bị thay thế bởi hình ảnh của một người cởi mở, hoạt bát, chăm xã giao hơn thường lệ. Đây chính là cơ hội để cho bạn tuổi Mùi tạo cho mình những mối quan hệ về lâu dài, gia tăng nhân duyên tốt đẹp cho mình. Các tinh hỗ trợ cho vận trình sự nghiệp của bạn tuổi Mùi thêm phần được rực rỡ, tài vận được hanh thông, có được nhiều cơ hội đón đợi. Nhìn chung, bạn mệnh tuổi Mùi trong tuần mới này không cảm thấy sợ hãi, lo lắng quá nhiều. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra với bạn, niềm tin cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho cuộc sống của bạn tuổi Mùi nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là đầu tuần vận trình của bạn tuổi Thân đang gặp được chính quan chiếu mệnh. Khi bạn đang có những dự định thì bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt, vì những dự báo càng về cuối tuần với bạn tuổi Thân càng dễ vướng vào những rắc rối. Chúng sẽ ảnh hưởng tới kết quả công việc cũng như là các phương diện khác của cuộc sống của bạn mệnh rất nhiều. Thời gian này phù hợp cho bạn tuổi Thân thư giãn. Nếu như có quyết định quan trọng thì cần đưa ra thì nên đợi tới tuần sau. Khi vận may được cải thiện, lời khuyên dành cho bạn mệnh tuổi Thân là nên tránh khoe khoang, nếu không dễ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra như là kiện tụng, tranh chấp về pháp lý. Còn về con đường tình duyên của bạn mệnh tuổi Thân trong tuần mới này cũng khá trầm lắng, khi đây không phải là thời gian tốt để cho bạn tuổi Thân. Những bạn đang còn độc thân theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cần phải đi chậm lại và bạn tuổi Thân có thể bước nhanh hơn trong thời gian tới. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình mà thôi. Trong tuần cũng đang có đại hao xuất hiện, chủ về hao tài tốn của, cho thấy sở thích vung tay quá trán của bạn mệnh tuổi Thân có vẻ đang đẩy bạn vào tình thế tài chính bị hạn hẹp. Và với bạn tuổi Thân, bạn nên cân nhắc chi tiêu tiết kiệm, tích tiểu thành đại để giữ được một khoản tiền kha khá cho những nhu cầu thông minh, thiết thực hơn với mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Dậu đang có được cơ hội về tiền bạc ở đầu tuần thì bạn nên chớp lấy cơ hội ngay, vì ngay sau đó là một loạt những rắc rối ập tới. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu chẳng còn thời gian để suy nghĩ tới việc gia tăng thu nhập cho mình nữa. Việc thoát khỏi những khó khăn trong những ngày cuối tuần là cũng đủ để cho bạn cảm thấy mệt mỏi rồi. Tuần mới này cũng sẽ là cơ hội giúp cho bạn mệnh tuổi Dậu vén được nhiều bức màn bí ẩn không hề ngờ tới. Chính vì thế mà bạn đừng có vội đánh giá một quyển sách qua màn bí ẩn của nó. Tìm hiểu mọi thứ thật cặn kẽ thì bạn tuổi Dậu mới biết được quyết định nào là đúng đắn, là hợp lý cho mình, không phải mất quá thời gian với bạn. Trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, bạn cũng nên nhớ là một điều nhịn bằng 9 điều lành, chính là kim chỉ nam cho bạn mệnh. Tuần mới cũng hứa hẹn đem lại nhiều tình duyên thú vị cho đời sống đối với những bạn đang còn độc thân. Nếu như bạn cảm thấy sự hòa hợp thì hãy cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu và vun đắp mối quan hệ này. Vận trình tài lộc của bạn Tử Dậu trong tuần mới này đang có dấu hiệu bị sa sút khi tiểu hao xuất hiện, cho thấy với bạn Tử Dậu, bạn tốn một khoản tiền nhỏ nhưng không cần thiết. Nhưng nếu như là việc không suy nghĩ từ trước thì cũng chớ nên xem thường nhiều khoản nhỏ, vì chúng sẽ tích thành khoản lớn cho bạn. Cái điều này sẽ gây cho bạn gặp rắc rối về tài chính. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Tuất từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn Tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp được thiên ấn ghé thăm vào cuối tuần. Cái điều này giúp cho bạn Tuổi Tuất rơi xa những căng thẳng thường nhật suốt tuần để thực hiện những ước mơ mong muốn với mình. Thậm chí với bạn Tuổi Tuất còn được thả mình vào những sáng tạo, thoát ra khỏi những giới hạn, khuôn mẫu trước đó. Con đường công danh sự nghiệp của bạn Tuổi Tuất lại diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Bạn mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình trong tuần mới. Sức sáng tạo của bạn cũng được phát huy tối đa. Nhiều ý tưởng mới mẻ sẽ tự động tìm đến. Và trong năm nay với bạn Tuổi Tuất, đừng có lãng phí chất xám của mình mà hãy biến chúng thành hiện thực. Vận trình tình cảm của bạn khá suôn sẻ, mở ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cơ hội này đòi hỏi bản mệnh phải rạch ròi hoặc là tham gia một cách toàn tâm toàn ý, hoặc là rút lui tuyệt đối. Nếu như bạn Tuổi Tuất và người ấy đang bàn tính về kế hoạch xa hơn cho tương lai thì nên thực hiện sớm, từ bây giờ bằng những hành động thiết thực và cụ thể. Trong tuần cũng đang có ngộ quỷ là hung tinh, đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá, khiến cho bạn Tuổi Tuất muốn tập trung công việc cũng khó. Không những thế mà bạn đang có quá nhiều suy nghĩ và căng thẳng, còn khiến cho bạn Tuổi Tuất cảm thấy mệt mỏi, và việc này thực sự đã gây hại cho sức khỏe của bạn. Kết quả là công việc trong tuần của bạn không được như ý muốn cho lắm. Tử vi tuần mới của bạn Tuổi Hợi từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn Tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp được chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn Tuổi Hợi thêm phần được khởi phát, suôn sẻ. Và với bạn Tuổi Hợi, bạn sẽ có được những ngày làm việc vui vẻ, căng thẳng chỉ đến vào cuối tuần mà thôi. Tuy nhiên, bạn vẫn đang có một số vấn đề liên quan tới nhà cửa sẽ nảy sinh trong tuần khi cuối năm âm lịch này sắp đến. Song, chúng lại mở ra được cơ hội mới để cho bản mệnh Tuổi Hợi cách tân không gian sống của mình. Một số người thân trong gia đình cũng có thể đang lợi dụng sự hào phóng của bạn Tuổi Hợi và khiến cho bạn bận tâm quá mức cho phép. Con đường tình duyên của bạn Tuổi Hợi trong tuần mới này cũng đang có phần kiếm sắc, tình cảm gia đình không được tốt, bầu không khí căng thẳng, chuyện lứa đôi cũng không thực sự được như ý. Và với bạn Tuổi Hợi, bạn thấy mình tốn nhiều thời gian cho việc cãi cọ hơn là để làm việc. Bạn cần phải cố gắng đừng phản ứng giận dữ khi ai đó chọc tức bản mệnh. Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn Tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được thái âm là cát tinh hỗ trợ cho bạn giải tỏa được những phiền phức để sớm trở lại trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Cái điều quan trọng là khi với bản mệnh Tuổi Hợi hiểu ra được nguồn gốc và lý do cốt lõi của vấn đề nên không còn cảm thấy muộn phiền quá nhiều nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn cải biến được vận trình của mình tốt hơn. Chúc các bạn có một tuần bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.